kiến sâu. Lát nữa các con nhớ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa nhá. Mẹ ơi, con còn nhiều bài tập phải làm lắm mẹ ạ. Thì con cứ làm bài tập xong đi, rồi con đặt nồi cơm, nhặt rau cho mẹ. Nhớ là hai chị em phải dọn dẹp nhà cửa đấy nhá. Em ơi, nhanh lên muộn rồi. Dạ vâng ạ. Nhiệm vụ của con là phải nghe lời chị. Chị bảo làm gì thì làm nhá. Phải đi đây. Con chào bố mẹ. Con chào bố mẹ. Kiến ơi, bây giờ em dọn nhà, lau chùi quét nhà đi. Mẹ không phân công cho em thì em không làm đâu. Em ích kỷ vừa thôi chứ. Mười rưỡi á. Kiến, giờ này mà em vẫn chưa dọn nhà nữa hả? Chị đi ra đi, em đang xem đây. Cút đi xem rồi. Trời đây nhanh lên, mới sắp về không rồi. Chị làm gì thế? Mẹ ơi, chị đánh con. Tại sao lại đánh em? Từ lúc mẹ đi rồi, Kiến nó còn ngồi trên TV thôi, chả chị dọn nhà gì cả. Ngồi xuống đi mẹ. Tại sao lại không giúp chị? Con làm việc của con trước chứ, việc của chị thì chị làm. Này hai đứa, đi ra ngoài kia úp mặt vào tường, nhanh. Tại em đấy. Tại chị. Tại em đi. Đi ra úp mặt vào tường. Em ra trước đi. Chị ra trước đi. Không, em ra trước đi. Ra nhanh. Làm cái gì đấy? Đứng cách xa nhau ra. Đứng im đấy. Mẹ ơi, chị cứu con. Mẹ ơi, em đánh con. Hai đứa đứng im. Kiến đưa đây xem nào. Chị phải nhường em chứ. Ôi, rách dưới này, đã im đi. Nhưng mà chị đó rồi, chị phải nhường em. Con chị mà. Em không nghe đâu. Tại em muốn gọi cho anh bà đây á. Ôi, lại cái gì thế hả? Mẹ ơi, chị không nhường cho con. Sao con không nhường cho em? Con gấu của con mà, con nhường cho nó làm gì ạ? Chị không nhường cho con, bây giờ con chảy máu mơ vào đây này. Rồi, hai chị em, úp mặt vào tường, nhanh. Chị ra trước đi. Này, chị không có lỗi đâu. Không cãi nhau nữa, đi ra, khẩn trương. Con nữa. Đứa nào mà ho he để ăn đòn. Hai đứa này làm sao đấy? Em không thể chịu được các con của anh rồi nhá. À. Chị sao ơi, đợi em sợ ma. Ô. Sâu, đi đường tối thế phải đợi em đi cùng chứ. Đã thế về lại còn dọa em. Hay nhở. Đây, bánh đây, ăn đi. Nhưng mà em ăn bim bim cô. Bim bim của chị. Hai chị em, ăn nhanh lên rồi lên học bài. Đấy chưa, ăn đi nhanh lên. Em không biết ăn đâu mà bim bim rồi. Em đừng có như thế. Nào, đây bố xem nào. Bố có mỗi hai cô công chúa thôi, mà suốt ngày chảnh chọe tị nạnh nhau thế này. Bố bảo mang cho chị ăn này. Chị không cần. Không ăn đi thôi. Lều lều. Lều lều. Chị ơi, bà này làm như thế nào? Em tránh ra đi, chị em rồi. Em cũng ghét chị là chị mà không biết nhường em. Còn tốt hơn còn lại xấu tính nha em. Sâu, Kiến, hai đứa không để bố mẹ yên được một phút nào ạ? Em lên mà xem hai đứa kìa. Anh đến chịu luôn đấy. Anh cứ chiều chúng nó quá. Em thì không chiều, ban ngày thì đi làm vất vả. Về mà suốt ngày nghe hai đứa nó chành chọe, anh đau hết cả đầu. Em có cách này, nhưng mà anh phải nhất trí theo em. Chị bỏ chân ra đi. Nào, chị đang ngủ mấy năm việc sao em nào? Chị nhìn này, em biết chỗ đi rồi à? Còn đống chỗ này còn gì? Đi chỗ khác đi.
Nào hai đứa, trả lời mẹ có chuyện gì nào. Mẹ ơi, con không ngủ với em Kiến đâu. Con cũng vậy. Lý do? Con ghét chị. Hai đứa ghét nhau đến mức nào? Con ước chị biến mất khỏi căn nhà này. Con cũng ước em biến mất khỏi căn nhà này luôn. Thôi được rồi, bây giờ hai đứa ngồi dậy. Bố mẹ có chuyện muốn nói đây. Bố mẹ đã quyết định rồi, không ở chung với nhau nữa. Vì thế các con phải quyết định xem ai sẽ là người ở với bố, ai sẽ ở với mẹ. Sao lại như thế? Nhà mình đang sống bình thường mà. Vì bố mẹ hay cãi nhau nên không sống chung với nhau được nữa. Bố mẹ cũng rất là xin lỗi các con khi phải nói ra sự thật này. Nhưng mà các con phải lựa chọn thôi, xem ai ở với bố, ai ở với mẹ. Tối nay hai đứa ngủ với nhau lần cuối. Có chia đồ chơi gì thì chia luôn. Từ ngày mai nhà mình sẽ chia ra. Sâu ở với bố, Kiến ở với mẹ. Thì quyết định như thế nhá. Chị ơi, em cho chị gấu bông, búp bê, mẫu nữa chị thích nữa. Bố mẹ chia tay nhau là vì bố mẹ hay cãi nhau đấy. Em đừng ghét chị nữa nhá. Em không ghét chị đâu, em chỉ nói vậy thôi. Hai chị em mình cũng đừng cãi nhau nữa nhé. Hay là chị bảo bố mẹ đừng chia tay nhau nữa em. Chuyện này bố mẹ đã quyết rồi thì không thay đổi được đâu. Sau này em ở với mẹ, em nhớ phải nghe lời mẹ, chăm ngoan và nhớ, nếu mà có ai bắt nạt em thì phải gọi điện cho mẹ ngay. Chị không ở bên cạnh và bảo vệ em được nữa đâu. Chị cũng nhớ phải ăn thật nhiều vào nhá. Chị ở với bố, chị nhớ là chị phải gọi điện cho em đấy. Hay là mình bỏ cái này ra đi. Hai chị mình đắp chung 100. Em yêu chị. Chị cũng yêu em. Hai chị em chia đồ xong chưa? Con cho chị hết đồ chơi rồi. Chị không cần đâu. Em cứ cầm đi, lỡ có chán khi thiếu chị nhá. Hay là bố đừng chia tay mẹ nữa, để con được ở với chị. Đúng đấy bố mẹ ạ. Hay là bố mẹ đừng chia tay nhau nữa nhá. Nhưng mà các con ước là giá như các con không phải ở chung với nhau cơ mà. Bây giờ mẹ chỉ thực hiện điều ước của các con thôi. Bây giờ con ước lại rồi. Con ước con được ở với chị mãi mãi. Mẹ đừng chia cắt hai chị em con nhá. Nhưng mà bố thấy hai chị em có thương yêu nhau đâu. Có chứ ạ. Đây này. Bố mẹ ơi, chúng con hứa là chúng con sẽ yêu thương nhau mà. Con muốn gia đình mình sống hạnh phúc vui vẻ, mọi người đều yêu thương nhau ạ. Con hứa con sẽ yêu thương chị, không ghét chị nữa. Thật không? Đã chắc chưa? Có cãi nhau nữa không? Hứa đấy nhá. Lại đây nào. Thực ra bố mẹ chỉ thử hai đứa thôi. Nhìn thấy hai con nhường nhịn nhau thế này, bố mẹ yên tâm rồi. Nhưng nhớ, lần này là thử. Sau này các con mà cãi nhau chí chóe với nhau nữa nhá, thì bố mẹ sẽ chia tay nhau thật, để cho hai chị em không được ở chung với nhau nữa. Vậy là được rồi, con được ở với chị đúng không ạ? Đúng rồi. Yeah.